sẽ có vị càng ngon. Cái mùi khói củi á, nó sẽ làm tăng cái hương vị của thịt gác bếp. Cha chín lẩu. Ồ, bên cha chín lẩu, chín lẩu mô mô. Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Thì Bùi Hồ đang có mặt tại một ngôi làng nhỏ của thị trấn Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng. Và hôm nay thì Bùi Hồ muốn mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ cũng như là em Phong Bụi vào ngôi nhà của người Tày nha, dân tộc Tày. Anh thấy ở nhà lúc nào cũng mang áo mưa theo đỡ lạnh anh không? Mưa áo mưa chứ mà ủng không. Nhà chị có mấy người? 4-5 người. À, đi nương hết hả chị? Ôi, căn nhà của chị nè, cho em tham quan một xíu nha. Nhà tường. Ủa bên đây là cho em tham quan bên đây được không chị? Đi bếp hả? Bếp. Cho em tham quan không gian này với nha. Đây là một cái không gian sinh hoạt của bà con người Tày ha. Và em thấy là nhà mình ở bếp này có cái đồ gác bếp á, là cái món gì đây vậy chị? Đây nè chị. Món thịt lợn. Thịt lợn hả? Ừ. Lợn gác bếp. Lợn gác bếp. Thì cái này là mình ăn được chưa ta? Ăn được chứ. Là ăn phi lê hay là mình chế biến gì lại nữa không ạ? À? Phi lê chị. Cái này là mình thái nó mình ăn luôn hay là mình chế biến không? Thái rồi lên xào. Thái lên xào lên. Thái xong lên xào nữa. Cái này là da hả chị? Da lợn hả? Cái đây là bò. Bò gác. Anh Hồ lấy cho mọi người coi thử. Để anh bật đèn lên cho mọi người thấy đủ ánh sáng ha. Và đối với các dân tộc, đối với những người Tày á, thì không gian bếp là không gian cực kỳ quan trọng ở Phong. Vì nó là nơi đoàn tụ gia đình á. Đây là cái thịt bò gác bếp mà. Này ăn được chứ chị? Hả? Ăn được hả? Ăn được á. Dạ. Xào. 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 Chị là Tày gì? Dân tộc Tày gì? Lấy nón ra không? À. Lấy nón ra không? Chị đang nấu gì vậy? Đang sôi nước. Sôi nước. Anh Hồ giới thiệu một cái không gian bếp cho bà con xem là bếp của bà con dân tộc Tày như thế nào. Có cái đèn pin không anh Hồ? Bật lên cho mọi người xem. Khi mà mình và Bùi Hồ vừa bước vào á, thì thấy rất là thích thú cái không gian bếp đặc trưng của bà con người Tây Bắc. Lúc nào ở phía trên gác bếp thì cũng có những cái đồ như là trâu heo gác nè. Và vừa rồi là đây một cái máy kho nè. Thổi lửa. Thổi lửa, anh thổi thử anh Hồ. Chế biến hay ha. Đó. Thay vì anh lên lấy cho bà con xem một cái miếng thịt heo, thịt bò đi, gặp bà bếp phía bên kia kìa. Thông tin với mọi người thì thịt heo với thịt bò gác bếp, Phong hiểu là tại sao gác bếp không? Lý do là vào những cái mùa đông lạnh đó thì người Tày ở đây họ dùng những, đây là những cái lương thực dự trữ giống như là lương khô của mình đó. Thì đây là mình có thấy được, đây là thịt heo gác bếp và bên đây là thịt bò gác bếp. Thì bây giờ thì mình sẽ lấy xuống. Cái mục tiêu của gác bếp á là để cho miếng thịt nó hâm khô và nó giữ được lâu. Rồi cũng giống như là thịt phơi khô ở một số tỉnh miền Tây mình vậy. Và đây là miếng thịt này gác được bao nhiêu lâu rồi chị? 2 tháng. 2 tháng. Mấy tháng thì mình mới ăn ngon được? 3 tháng rồi ăn ngon á. 3 tháng là ăn ngon hả? Và mình sẽ dùng mình làm món gì ăn à? Xào à? Xào. Xào. Dạ. Và đây là cái món thịt mà sau thời gian 2 tháng chị đã gác bếp. Ở cái dân tộc Tày á, thì cái không gian bếp là cái không gian cực kỳ quan trọng. Và đó là cái nơi sinh hoạt chính của gia đình. Ở đây thì mọi người có thể thấy là ngoài thịt gác bếp ở đây thì chúng ta còn có thấy những cái hũ ở đằng đây. Hũ này hũ gì chị? Rượu. Rượu. Đây là những cái hũ rượu. Và bên đây là nơi này là cái không gian để nấu tắm cho heo, heo với lại gà. Thức ăn cho heo. Heo. Heo.
lúc nào cũng lửa cũng đỏ nè. Và cái bếp á, Phong biết đây là gì không? Cái này nè. Cái này là cái cẳng cẳng ba để cái kiền. Cái kiền à? Kiền ba chân đây ha. Đúng rồi, dù ai nó ngã nó nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiền ba chân á. Lấy một miếng thịt bò xuống cho mọi người xem anh. Ở đây là mình sẽ lấy một miếng thịt bò ha. Thịt bò mà gắt thịt trâu, thịt heo hay thịt bò thì gắt bếp á, khi thịt nó càng đen thì nó sẽ có vị càng ngon. Cái mùi khói củi á nó sẽ làm tăng cái hương vị của thịt gắt bếp. Cái này là da hả ta? Da. Da. Da bò chị. Này mình mua ngoài chợ hay là nhà bò nhà? Bò nhà. Bò nhà chị, nhà chị nuôi được mấy con? Hai con. Hai con bò. À. Cái này là mình ăn luôn được không? Ăn luôn, không được đâu. Phải làm gì nữa? Phải làm luộc, luộc xào. Luộc xào. Ừ. Ở ngôi chợ thì người ta có bán những cái món này không? Bán ấy. Một miếng như vậy khoảng bao nhiêu vậy chị cả? Một miếng. Một miếng chị không bán không biết rồi. À, không biết hả? Ừ. Chị đã ăn từ từ nên thành thử là còn bao nhiêu da bò đó hả? Lúc trước chị mặn một con bò hay sao? Làm một con ha? Làm một con. À, làm thịt một con ha? Ừ. À. Mặn là không biết đâu á. Ôi. Đây là một cái không gian. Mình cho mọi người xem thêm cái vò rượu của bà con người dân tộc Tày đi anh. Vô này là vô gì hả chị? Hả? Ôi. Đây là cái miếng da trâu. Miếng và trâu. Chị đã gắt bếp khá là lâu. Miếng này ăn được ha chị ha? Hả? Miếng này ăn được chưa? Ăn được chưa? Ờ, và cái miếng thịt mình cái cảm nhận cái độ của nó rất là cứng luôn nè. Nó cứng kinh hồn lắm. À, bây giờ mình sẽ để đây và tiếp tục gắt bếp ha. Như vậy thì đó đến giờ mình cứ hay thưởng thức những cái món trâu bò gắt bếp á. Và mình xé giống như là khô mực hay là khô heo vậy. Thì cứ tưởng nó là cứ hong khô như thế này rồi ăn luôn. Nhưng mà ngờ đâu là chỉ để cho nó giữ được cái độ khô lại khô ráo thôi. Rồi ăn dần dần, phải chế biến sơ chế ra nữa. Chia sẻ với mọi người á, thì đối với những người dân tộc á, họ không sử dụng ga. Và đặc biệt là bếp ga. Vì sử dụng cái bếp củi như thế này đó, nó có 3 công dụng. Công dụng thứ nhất là dùng để sưởi ấm vào những mùa đông nè, ở vùng cao nè. Công dụng thứ hai giờ là dùng để hong những cái hoa quả trên kia, ngô đổ trên kia hoặc là gác bếp ở đây. Và cái công dụng thứ ba là dùng để nấu nướng như thế này. Và tiếp theo thì mình với em Phong Bụi sẽ cho mọi người xem về những cái vò gỗ ha. Và đây là những cái vò gỗ, này là gỗ gì chị? Gỗ ngô à? Gỗ ngô. À. Chị có mèn miếng không? Hai. Chị có ăn mèn miếng không? Hai miếng. À, miếng. Mèn miếng có. Mèn miếng. Đâu? Đây. Đây, lấy cho mọi người xem. Ở đây hạt bột canh mà. À, mèn miếng hả? Mèn miếng. À, mèn miếng. Anh Hồ lý giải cho bà con hiểu về cái mèn miếng nó như thế nào. Không phải, cái này là cái men để chị ngâm rượu ngô thôi. À, men. Còn hả? Cái mèn miếng, cái ngô nghiền á. Mèn miếng. Không có đâu. À. Anh khiêng một vò ra cho mọi người xem đi. Khiêng đây. Nặng lắm không? Nặng á. Vò nào mà rồi á. Nặng lắm. Dạ. Nặng lắm. Thế bây giờ anh sẽ gọi đèn cho mọi người xem nha. Tại vì thật ra cái hũ rượu nó nặng lắm. Tí xíu nữa em sẽ đấy, không có đèn pin tí thôi. Mở ra được không chị? Được. À, chị ngâm được bao lâu rồi? Lâu rồi. Này là nếp mà. Nếp. Chị uống được chưa? Uống được. À. Ở trên đây chị ngô trên này hay gì? Ngô đây không? Ở đây cái gác này người ta sẽ đựng ngô đây. Người ta bảo quản những cái nông sản nè. Để cho nó không chín vào những ngô này á. Người ta sẽ dùng cái làm cái món gọi là cái món mèn miếng. Ở trên này rất là nhiều ngô trên này ha chị ha.
Chị lấy cho em xuống xem trái ngô được không? Được đấy. Đi đường nào? Đây, đây là cây cầu thang. Ngô sắp hết rồi. Ngô là cái lương thực dự trữ chính của người đồng bào dân tộc. Đây là cái thang mà ở trên cái căn gác nhỏ. Em lên đi, em bước lên đi. Đi lên nó này hả? Vâng. À, bây giờ thì mình sẽ leo lên trên một căn gác nhỏ để lấy những cái nông sản của bà con dự trữ trong những cái ngày mùa đông giá buốt. Thì như những cái món như là thịt trâu gác bếp, thịt bò gác bếp, thịt heo gác bếp là những cái món mà người ta tích trữ trong những ngày mà không có ra lương thực. Những mùa lạnh thì thiếu thực phẩm nghiêm trọng cho nên là bà con phải trữ. Và hồi nãy mọi người có nhắc đến một cái món đó là gọi là món mèn mén. Tức là món mà ngô mà người ta nghiền ra, nghiền vụn ra và ăn để nấu lên để ăn. Và nó thứ nhất là nó ít, nó giảm bớt được cái phần nguyên liệu nhưng mà nó tạo độ no lâu. Và bây giờ thì mình sẽ đeo lên căn gác. Gần như là bà con người dân tộc Tây đều có những cái căn gác ở phía trên như thế này. Có gãy không ta? Có sao không? Không. Có sao đâu. em hỏi có gãy hay cô trả lời là có. Vâng. Ui. Ở phía trên thì em sẽ mang cái máy lên cho mọi người xem ha. Ở đây thì khói nó ám khá là nhiều. Và sẽ đặt một cái máy cho mọi người xem đi. Cho mình leo lên, mình sợ là em đứng ở đó đi. Nó sập. Ờ, quay đi. Đưa máy nồi lên. Đây là cái găng gác ở phía trên nè mọi người. Ở trên này thì khói nó đang tỏa lên cho nên mình hơi hơi bị ngợp. Và có khá là nhiều ngô. Người ta phơi lên để giữ cho lúc nào cũng khô ráo hết á. Và khi nào cần thì dùng mang xuống. Khá là nhiều. Còn dưới này thì căn bếp lúc nào cũng đỏ lửa hết á. Và bây giờ thì mình sẽ xuống dưới để cho mọi người xem thêm cái căn bếp của một người dân tộc Tây nữa nha. Kéo quá. Con của chị đi học rồi hay sao? Con của chị đi học chưa về. Đi học chưa về, học nội trú ha. Ừ. Còn anh? Nội trú. Anh đi làm ở đâu? Chồng chị? Chồng chị đi chợ. Đi chợ hả? Đi chợ. Ừ. Đi bán thịt lợn. Đi bán thịt lợn hả? Ừ. Dạ chào bà. Dạ. Đi đâu đấy? Tụi cháu đi ghi quay đi chụp hình. Dạ. Thấy cái không gian bếp dễ thương quá, ghi chụp hình. Mình là dân tộc gì? Dân tộc Tây. Tây luôn là chung với ấy ha. Ừ. À, ở nhà mình là có nương có ngô gì không? Không. Vậy rồi mình làm nghề gì? Dạ nương ngô có con ngô này, có gạo này. Có ngô có gạo, thóc. Nhiều không? Ít thôi. Ít thôi. À, có hay ra chợ bán không? Không, không chưa đủ ăn. Chưa đủ ăn. À, hôm nay thì ở thị trấn đang có chợ phiên á. Sáng giờ nhà mình có ra ngồi chợ phiên để chơi không? Không. Không hả? Ở đây thì gần như là... Tại có một lần mới chụp hình phim. Một lần mới chụp hình phim. Chụp hình phim. Không có gì đâu, nhạt. Nhạt. Nhiều quá. Ngồi hết. Dạ, dạ, dạ. Ở đây thì mình nước ở đâu mình sử dụng hả em bà? Nước á? Nước không có. Nước sử dụng. Đây hả? À. Đây là rượu thôi. Rượu? À. Ủa, rượu đâu? Đây. Uống đó hả chị? Ui rượu mà làm một vò luôn trời. Chấm đó chục lít. Ui nồng nặc luôn rồi. Ui. Đâu chứ. Bật đèn lên Phong, bật đèn lên em. Ui trời. Chờ. Anh tưởng nào là nước. Ui. Đó nguyên cái vò rượu luôn á. Đây là rượu gì? Nếp ngô. Rượu nếp ngô. Nếp ngô ha. Xỉn luôn rồi. Cái này cô múc ra làm gì? Múc ăn. Múc uống. Phong phong, để cho cô uống đi. Đây nè, cho mọi người xem nè. Cô múc luôn một ca luôn nè. Mình uống rượu thay nước à chị?
uống rượu thay nước à? Biết là cái chén mình uống no. Uống no, nhé. Uống uống rượu. Dạ. Đây chia sẻ quý cô bác anh chị là cô này hàng xóm ghé qua nhà chơi. Thì thời tiết lạnh quá thì cái chị gái chủ nhà này có đãi có mời một cái ca rượu. Còn mình tưởng đâu là nước uống mời đại khách, ai ngờ đâu là mời rượu uống chơi. Đỉnh quá. Uống uống một lần hết này không? Hết chứ. Quá trời luôn trời. Thôi em uống rồi. Một ngày mấy lít, ngày mấy lít? Ngày mấy lít, ngày muộn lít. Một ngày là một lít rượu ha. Ôi. Lần đầu tiên thấy cảnh hai chị gái là dớt á một ly rượu. Một ngày uống mấy lít chị? Thôi em không uống. Em không uống. Vâng, uống. Uống thôi đây để em uống cho em đại diện ha. Đó. Mời. Ôi. Mọi người thấy không? Mới vào là mời uống rượu vậy khác. Rồi vô ha. Tiếng người Tây là mời là gì? Uống là gì? Chín lâu. Piêm trà chín lâu. Piêm trà chín lâu. Nghĩa là gì? Piêm trà chín lâu. Cùng nhau uống rượu. Piêm trà chín lâu. Rồi hết ly ha. Thông tin với mọi người thì việc mà uống rượu rồi đối với các cô các chị ở đây thì nó giống như là việc uống nước thôi, nó bình thường thôi. Nhưng mà cô có mời mình ly rượu nhưng mà tại vì mình đang chạy xe với lại em Phong thì cũng uống ngay đại diện thôi. Thôi. Thêm một cốc nữa. Mỗi lần mà qua đây chơi là làm hết một cái ca không? Hết nữa. Hết. Vậy anh có uống không chị? 3-4 người làm phải hết là một chai. Một chai. Quá đỉnh. Bên cha chín lầu. Bên cha chín lầu, chín lầu mô mô. Thông tin với lại cô bác quý anh chị, Mười Hồ mới vừa nói chuyện tiếng Tây. Theo của người Tây có nghĩa là mời một chén rượu và mình đã say rồi. Bên cha chín lầu là mà combo mời một chén rượu. Chín lầu mô mô là mình đã say. Có nghĩa là lậu là rượu. Và hôm nay thì Bùi Hồ và em Phong Bụi cũng đến đây ngay chỗ gác bếp của người Tây, một cái nơi vùng cao ở vùng Đông Bắc như thế này với độ cao hơn 900m so với mực nước biển. Thì việc người dân ở đây, những người nam người nữ uống rượu với nhau ở trong cái gác, ở trong cái không gian bếp như thế này là một điều cực kỳ bình thường, nhưng đối với hai anh em thì rất là bỡ ngỡ. Việc mà uống rượu như thế này là giữ ấm cho cái cơ thể của mình. Và hôm nay thì mình muốn uống một chén rượu cùng với lại cô với lại chị ở đây để mà thể hiện cái sự tình thân ái của các anh em. Vô Vin cha chín lâu. Vừa hộp uống không mũi cùng chào cô bác quý anh chị nha. Chị nào màu quá. Quá trời luôn.